Ok, và hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Mình là Ga đây, thì hôm nay chúng ta sẽ chơi một tựa game có tên là Weightlifting Simulator 2 nha các bạn. Đây là một game chúng ta, cái dạng chúng ta đi tập tạ cho chúng ta bự lên ha. Thằng nào bự thằng đó làm cha, đó, như vậy thôi. Ok, thì chúng ta bắt đầu vô chơi ha. Ở đây chúng ta có một cái nơi tập tạ mà ở ngoài trời các bạn ha. Sao lát lâu quá vậy? What the... Ủa? Cái body của mình đâu rồi? Trời ơi, sao giờ thành còn thằng miếng bộ xương vậy trời? Holy hell. Một con sói gậy chơi xương. Ta nói là ôm đó như cho chó sói là trường hợp này là đúng rồi các bạn. Fail quá, fail rồi. Ok, thì ở đây trong đây mình có mười mấy người chơi ha. Dưới đây có hai nút, một nút là số 1. Rồi chạy ra đi, mấy con lười nó đánh mình lắm. Số 1 là mình tập tạ nè, đó tập tạ nè. Ghê không, tập tạ thấy ra khói mới ghê chứ. Chúng ta phải tập tạ để cho cơ bắp chúng ta phát triển nha các bạn. Còn cái số 2 là chúng ta đi chiến đấu hả? À là đi đánh nhau á. Khi giết được người chơi khác hình như là mình cũng sẽ tăng được cơ bắp á ha. Ok, thì mình cứ luyện tập thôi. Chúng ta phải lấy lại cái thân hình mà cơ bắp của chúng ta. Cái này là do tác hại của chơi game nhiều quá, nó ốm nè các bạn. Đó, giờ phải tập cái dựng lại cái một cái cơ thể cường tráng. Gì đâu á. Trời ơi, cái thân hình của tôi kìa. Ốm tông, ốm teo. Một con sói đô. Một con sói cơ bắp ngày nào bây giờ đã ốm tông, ốm teo rồi. Holy shit. Không biết đi ra mấy này có tập được không nhỉ? Ô này được nè. Ok, đứng cái này chạy ha. Đây, đi chỗ khác chơi nghe. Đi chỗ khác chơi nghe rồi. What the shit. The hell thanh niên. Đó, rồi, ốm nữa rồi. Đi chỗ khác chơi nghe. Mấy đứa này. Anh đang tập tạ nghe. Ok, chúng ta sẽ đẩy dumbbell các bạn. Ủa sao nó không đẩy? Ủa này đang làm gì vậy? Trời gặp bụng cha ơi. Thôi, nó ngồi trên đây tập tạ nó mới oách nè các bạn. Thấy không? Người ta đứng tập tạ mình là mình vừa ngồi vừa nằm tập tạ ghê. Ui, chén này đúng mỏi tay luôn á. Thôi mình đi, mình kiếm cái nào mình cầm bắt đi. Tắt cái quay đi. Đó, cũng đô đô hay không? Thấy cũng có lưng, có xô các kiểu rồi nè. Mình đi, mình kiếm cái nào mình comeback mới được. Đây, 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 mấy đứa cùi cùi nè, mấy đứa mới vô ấm tông ấm teo nè. Nè, nè. Cái chú nhờ mấy anh nè. Nè. Quýnh nè, nè. Rồi sao bóng máy ít vậy? Trời, đánh gì nào chết. Sao mấy đứa kia nó hút mình cái mình chết rồi mà. Oh shit, oh shit. Trời. Ai mạnh vậy? Oh. Tuấn Kiệt nữa, hình như mình có kết bạn rồi nè. Đúng rồi, có kết bạn rồi nè. Đờ heo. Trời, ốm tông ốm teo nhìn thấy gớm quá. Thôi vừa đi vừa tập được không? Không, không vừa đi vừa tập được. Phải đứng một chỗ tập. Protein bar là gì đây? Nick 5 robot nữa, rồi chết luôn. Holy shit thanh niên. Sao nó to vậy? Mình cần 5 robot để mua một cái protein bar ha. Ôi, hiện tại mình hết robot rồi. 5 robot thì nó không có nhiều mà hết robot rồi. Thôi thì chúng ta đi kiếm một cái chỗ nào đó để coi shop này có gì đây. Double way 150 robot. Còn training boot là 65 robot. Salad lên. Holy shit. Đang nói chuyện. Cái thanh niên này. Bực mình nghe. Mấy thằng bự bự này nguy hiểm quá. Không xong rồi. Mình phải kiếm một cái góc này vắng vắng mình tập mới được. Chưa xem hết mấy kia nữa. Không có hạng ở trên bài xếp hạng luôn.
đang trên thằng quỷ. Tụi này muốn không sống sót này hay sao nè. Này bự quýnh được ta. Quýnh nó mất máu, giò nó bóp cái mình chết luôn. Mí. Ok. Oh shit, oh shit. Ủa mấy nơi bị bự con á, thôi né ra đi. Sau 80 năm tập luyện mình cũng chưa có bự các bạn ơi. Trời. Anh này bự rồi. Ủa sao này nó mạnh vậy? Trời bóp mình cái mình chết luôn rồi. Thôi không có dẫn chơi tụi này được rồi. Nhớ mình cầm bách mà sao mình yếu xịu ta. Nè thanh niên muốn gì? Muốn gì? Giỡn chơi, giỡn chơi. Giỡn chơi, chết chưa? Trời hai thằng quýnh nhau. Ôi chết luôn rồi. Why? Tại sao? Thôi cái này phải đi ra tập luyện rồi. Oh hell. Mình chết chưa? Rồi mình chết luôn. Trời chết mình chết nằm luôn mới ghê chứ. Cái game này thiệt là tàn nhẫn quá các bạn ơi. Ô bây giờ bắt đầu cũng đô nè. Cũng có cơ bắp tay bắp chân rồi nè. Mà cái game này thiệt là tàn nhẫn quá đi. Chúng ta chiến đấu chúng ta giết lẫn nhau. Ôi thằng kia nó mặc đồ luôn cha ơi. Trời không mặc đồ đeo cái kiếm đằng sau lưng. Ở bên đây có phòng gym nè. Ít nhất 2000 strength để vào cái bãi biển này. Là bây giờ chúng ta chia khu vực sơ cấp thôi. Những ai mà strength trên 2000 á là khu vực nó trung cấp hơn ha. Strength hiện tại của mình đang là 63 rồi các bạn. 64 rồi. Còn mấy thanh niên cái strength tới mấy chục ngàn là chắc chơi này cũng lâu năm lắm rồi nè. Cái game này hình như là auto sell ha. Mấy bạn chơi thì nếu mà mỏi tay hư chuột đồ á, có mua chuột mới thì có thể ngưng game đi ra mua chuột ha. Vô xong chơi tiếp vẫn được. Nhưng mình nói thằng nào mạnh thằng này làm cha thôi. Ok. Giờ đi múc vài thằng coi. Coi đủ sức mạnh chưa. Hiện tại thì mình sức mạnh mình đang là 67 ha. Mấy này tập được không? Không. Đi mấy lưng cứ gù gù rồi nhìn đi góp vậy. Đây đây. Múc. Múc. Ồ. Oh. Là khi mình mạnh đó các bạn thì mình cái lực đánh mình cũng sẽ mạnh hơn ha. Chết. Chết. Ê đi ra nha. Thanh niên kia đi ra nha. Quýnh chết gì vậy? Cái lũng não vậy. Đập đầu nó, chém giết nó. Đừng có chạy. Chạy đâu. Rồi, văng, mất tích luôn. The hell. Mình đánh xong thì mình cũng không có lên được nhiều hết. Ui giặc. What? Sao đi nó mạnh vậy? Nó ốm mà quỳnh nữa mà. Chết chết, cho mình chết, cho mình chết. Chạy nè, chạy nè, chạy nè. Ok. Chết. Yeah, chiến công đầu tiên một em. Gắt gắt. Ui, thanh niên nó mạnh nha. Thanh niên này giết mình á. Đó, 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 đó.
Sao chạy lẹ vậy? Rồi chắc hắt hay gì rồi, sao chạy lẹ vậy? Nhỏ xíu mà chạy lẹ vậy? Shit. Ui da. Hài. Ngã sờ mờ lờ luôn. Ok, có thể dặn đường mình trở thành một lực sĩ cơ bắp nó còn dài các bạn ha. Rồi mình sẽ dừng video tại đây ha. Cảm ơn các bạn theo dõi, và nếu thấy video này hay hãy cho mình một like và hãy đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hơn nhé. Bạn nào chưa kết bạn với mình thì có thể kết bạn nha. Mình số lượng bạn của mình hình như là 100 mấy rồi. Một tài khoản chỉ kết bạn được 200 bạn thôi ha. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.